Ok. Cuộc sống em ổn không? Ổn không? Tốt nhất ở đây rồi đó. Có biết đọc chữ không? Em đưa cho anh xù, anh xù xỉu. Câu hỏi của chúng ta như sau: đầu khóm trúc, đuôi khúc rồng, sinh thì bạch, tử thì hồng, đố là con gì? Hết giờ rồi, hết giờ rồi, không được ghi. Em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi, em thề. Em biết rồi. Không được, dở lên. 2, 3, dở. Dạ, tiền. Trắng. Tô mấy em. 5, trắng. Tại sao đây là con cá chép? Tại vì đội trưởng kêu là con cá chép. Ý là nó là cá chép hóa rồng á hả? Khóm trúc đó. Đầu khóm trúc là nó chỉ 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 ra. Con cá chép đầu nào chỉ ra? Đuôi khúc rồng, đuôi nào? Đuôi nó màu màu đỏ, màu trắng, nó giống con rồng. Màu đỏ, màu trắng, gắn con rồng. Em con rồng màu gì? Em nằm mơ thấy con rồng màu đỏ cho mình. Cảm ơn em. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Giỏi dữ ta, nấu ăn giỏi hả? Nhanh 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 bác, nhanh bác. 2, 3, 3, yeah! Thay mặt cho đội 1 thì Tú không, Tú muốn hỏi là cái người ẩn danh á, người ta đang nằm ở trong đội 1 là đội của Tú hay là đội bên B? Đội 2. Đội 2. Câu trả lời của đội bên này, tin hay không thì tùy. Nha, là người ẩn danh. Không nằm bên kia. Thì cái người trong nhóm nhạc sẽ xuất hiện ra thì chỉ có sẽ hủy diệt một trong hai người này. Chắc chắn luôn, Tú đã chắc chắn khả năng đến 80% là hai người này rồi. Nhưng mà cái này bây nhưng giờ mà cho dù là có hai người này, nó mới vui này, bây giờ mới vui này. Nhưng mà cho dù là có hai người thì bậc thầy ẩn danh cũng chỉ có một. Đúng, quan trọng là mình phải tìm được một, mình phải vote đúng một, chứ mình vote 3, 4 là cũng không bật được cái người đó ra. Và bây giờ sẽ là thời gian chúng ta chốt đáp án của mình bằng cách bình chọn cho người mà chúng ta nghĩ đây là bậc thầy ẩn danh. Tiền có nói nếu như bình chọn cho Tiền thì bị mất tiền. FBI cái gì?